chương 461. Cậu vẫn là cậu út của cô. Hai ngày sau, 9 giờ sáng ở chung cư Cảnh Sơn, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh vừa ăn sáng xong, đang ngồi trước bàn ăn. Nghiên Thời Thất nhìn nội dung trên di động, khuôn mặt hiện lên vẻ diễu cợt. Hai ngày này, cô và Ôn Tranh gần như không ra ngoài. Phần lớn thời gian đều ở trong căn hộ này, chuẩn bị lên kế hoạch cho tiệc mừng thọ. Còn nhà họ Ôn, sau khi gặp biến cố kia, liên đổi vệ sĩ, cũng làm thủ tục xuất viện cho Ôn Chi Diên ngay trong buổi sáng hôm sau đó, đón cô ta về nhà chính nhà họ Ôn. Nghe nói giờ cô ta đã được nhà họ Ôn bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mà chuyện này cũng khiến ông Nghiên và bà Liên sốt ruột lo lắng. Dù sao thì bọn họ vì Ôn Chi Diên mới đến Đế Kinh, lúc này đã không gặp được người, lại còn không biết tình hình của cô ta như thế nào, trừ vài tin nhắn thỉnh thoảng nhận được thì cũng không có thông tin cụ thể nào. Bây giờ, bà ôn, chỉ ở nhà trông chừng ôn chi diên. Bà chỉ còn một duy nhất đứa con này nữa thôi. Chỉ sợ ôn chi diên lại gặp chuyện. Ôn tĩnh hoàng vẫn chưa nói cho bà chuyện xảy ra ở bệnh viện tối hôm đó. Ông sợ bà lo lắng, cho nên chỉ lặng lẽ, cùng quản gia đi qua xử lý. Hiện giờ trong mắt bà ôn, ôn chi diên giống như một con búp bê dễ vỡ. Hận không thể ấp trong lòng bàn tay che chở nâng niu. Nhìn thời thất xem xong tin nhắn, cầm dĩa cắm một miếng cam lên ăn. Mình phải cảm ơn dì Hoa vô cùng vì đã gửi thiệp mời, lúc này nó rất có tác dụng. Ôn Tranh ngồi bên cạnh co một chân lên ghế, cô cắn môi, giọng nói rất bình tĩnh. "Chị không tiếp xúc nhiều với bác cả lắm, có lẽ em chiếm được cảm tình của bác, chứ bác cũng hiếm khi gần gũi với ai như vậy." Trước đây khi Ôn Tranh gặp bác cả lần đầu tiên, cũng phải lễ phép kính cẩn khom lưng. Nhân thời thất nghĩ ngợi một chút, nhìn ôn tranh bằng ánh mắt khác thường. Cái này thì chưa chắc, nhưng đến hôm mừng thọ sẽ biết thôi. Thật ra cô không đồng tình với ôn tranh lắm. Người phụ nữ có tâm tư tinh tế như ôn nhĩ hoa, bất kể là ở nhà họ Kiều hay nhà họ ôn, đều có địa vị vững vàng như vậy, sao có thể thân thiết với một người mới gặp được. Không phải bà ấy còn đang điều tra cô sao? Hai chị em im lặng một lát, nghiên thời thất buông di ăn, lau miệng. Sau đó cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại. 11 rưỡi trưa, tại một tiệm vịt quay, lâu đời ở Đế Kinh. Nơi này là tiệm ăn nổi tiếng đã lâu, có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi. Trước cửa lớn kiểu phục cổ, có hai nhân viên tiếp đón, vấn tóc, mặc trang phục cung đình, đứng hai bên. Hai người này có đi hài hoa bồn, cử chỉ rất giống cách cách triều thanh sau cánh cửa to lớn là lối đi được lát gạch xanh kiểu cổ. Các phòng VIP đều có từng hàng cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh tế. Nhân viên lễ tân đương nhiên thời thất tới phòng VIP cô đã đặt trước. Cửa mở ra, bên trong đã có một người đang ngồi chờ. Vào cửa, nghiên thời thất cảm ơn cô lễ tân xong thì tháo kính dâm xuống, mỉm cười nhìn người trước bàn trêu ghẹo Sao cậu út còn đến sớm hơn cả cháu thế? Hôm nay cậu không bận gì sao? trưa nay cô đã hẹn liên trinh muốn nhờ cậu giúp một việc hôm nay liên trinh mặc áo sơ mi trắng phối với áo gió đen anh đang cầm ấm trà rót nước ngay nhiên thời thất trêu chọc liền mỉm cười hòa nhã chỗ này gần viện nghiên cứu mà chẳng mấy khi thập thất mời cậu ăn cơm cậu cũng không thể làm giá quá đúng không không có gì thay đổi cho dù đã có giám định dna anh vẫn là cậu út của cô nhiên thời thất cởi chiếc áo lông màu nâu và khăn quàng cổ ra khoác lên ghế dựa. Vừa ngồi xuống đã có một chén trà được đẩy tới trước mặt. Đế kinh lạnh hơn lệ thành nhiều, uống chén trà cho ấm người đã. Nghiên thời thất cầm chén lên, cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp đầu ngón tay. Cô đang cụp mắt do dự thì liên trinh ngồi đối diện đã hỏi thẳng. Hôm nay gọi cậu ra đây ăn cơm, có phải là có chuyện gì không? Liên Trinh nhìn thấu mọi chuyện, thấy thời thất cụp mắt xuống, trong mắt anh đầy vẻ buồn cười khó xử. Đây là thập thất đang bắt đầu khách sáo với anh sao? Nghe cậu nói, nghiên Thời Thất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng lại sâu xa của cậu, rồi không ngập ngừng nữa mỉm cười nói. "Đúng là cháu có chuyện muốn nhờ cậu út ạ." À? Liên Trinh cười gật đầu, cầm chén trà lên nhấp môi. Chuyện gì? Nói cậu nghe xem. Nhiên thời thất nhìn động tác uống trà cùng với nụ cười nhẹ ấm áp của cậu út, nói thẳng. Cháu muốn nhờ cậu đưa hai tấm thiệp mời này cho ba mẹ cháu. Nói xong cô rút ra hai tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi ví xa đang đặt trên đầu gối. Thiệp mời được gấp lại cỡ lòng bàn tay, xung quanh viền kim tuyến, thiết kế rất tinh xảo. Chỉ nhìn là có thể cảm thấy được đây là một bữa tiệc lớn chắc chắn không hề tầm thường. Liên Trinh nhận thiệp mời từ tay Nghiên Thời Thất, lịch sự không mở ra, chỉ hơi đánh giá mặt ngoài, sau đó nghi ngờ hỏi: "Sao cháu không tự đưa cho họ?" Đối với sự thắc mắc của Liên Trinh, Nghiên Thời Thất chỉ cười nhẹ, ngầm có ý thử anh. "Nếu cháu nói với cậu út, cháu mà tự tay đưa thiệp này cho ba mẹ thì chẳng những danh không chính ngôn không thuận, mà sợ là chưa chắc" ba mẹ cháu đã đi. Vậy cậu giúp cháu được không? Phức tạp đến vậy sao? Liên Trinh không hiểu chiếc thiệp mời này thể hiện cho điều gì, nhưng anh cũng nhận ra dường như chuyện này rất quan trọng với thập thất. Anh không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu pha trò. Hiếm lắm mới thấy cháu nhờ vả cậu một lần, cho dù lý do là gì, cậu cũng nhất định phải giúp chứ. Cậu út, khi nào cậu đưa thiệp mời cho họ? thì nói mấy câu này giúp cháu. Liên Trinh ngạc nhiên nói, nói gì? Một rưỡi chiều, nghiên thời thất và Liên Trinh lần lượt rời khỏi tiệm vịt quay đế kinh. Liên Trinh nhìn nghiên thời thất bước lên xe chuyên dụng đỗ gần đó rồi đi. Sâu trong đáy mắt nổi lên từng đợt sóng. Hai chiếc thiệp mời vẫn nằm trong túi áo khoác. Khi nghe thập thất nói mấy câu kia, anh liền cảm thấy lòng nặng chịu như chứa càng nghìn cân. Anh mơ hồ đoán được cô muốn làm gì Nhưng lại không kiên quyết ngăn cản Mấy năm này Chỉ cần chị cả đối xử tốt với thập thất một chút Thì đã không đến mức độ như ngày hôm nay Tâm trạng anh rất hỗn loạn Anh đứng trên vỉa hè Nhìn cảnh thu tiêu điều Mà chỉ cảm thấy thêm phiền muộn Cuối cùng Anh vẫn gọi cho bà Liên Ngỏ ý tối nay sẽ tới khách sạn Nhất tự nơi bà đang ở anh có linh cảm chắc chắn mấy câu thập thất nhờ anh truyền lời sẽ thôi thúc bọn họ tham gia bữa tiệc này. Buổi trưa, lúc nghiên thời thất ăn cơm với cậu út, thì ôn tranh đi một mình đến kho hàng ở ngoài ô đế kinh. Tiểu lục đã ra viện, hai anh em họ Trần cũng đều gỡ bỏ thân phận vệ sĩ. Hôm nay đều tập trung ở đây chờ gặp mặt ôn tranh. Ôn tranh xuống taxi, kéo chiếc áo da bó của mình sát vào người. Trời lạnh như thế này thật đáng ghét, trong kho hàng, anh em nhà họ Trần ngồi một bên cầm di động chơi game, Tiểu Lục ôm một chiếc laptop đời cũ lạch cạch gõ phím cạnh đó. Sau một tiếng kéo cửa sắt chói tai, Ôn Tranh bước ngược sáng vào bên trong. Hai anh em họ Trần lập tức thoát game. "Đội trưởng." Ôn Tranh bước chậm tới cạnh Tiểu Lục, ngồi xuống chiếc ghế gấp cũ nát, lôi ra hai bao thuốc lá ném cho bọn họ. Hai ngày nay theo dõi thế nào rồi? Đại Trần nhận một bao thuốc ôn tranh ném qua, cười hì, hì bóc lớp ni lông ra. Đội trưởng, em nói chị nghe, đôi vợ chồng kia đúng là chịu vung cho con bé họ ôn lắm. Hai ngày nay, bọn em lén lút theo họ, thấy họ mua rất nhiều thuốc bổ, sau đó gửi tới nhà họ ôn hết. Hơn nữa hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải đến cửa nhà kia loanh quanh một vòng. Đội trưởng, hai người này có quan hệ thế nào với con bé họ ôn kia vậy? Họ quan tâm đến cô ta thái quá thì phải. Ôn tranh bắt chéo chân phải lên chân trái. Nghe đại trần nói xong thì cười lạnh. Nổi nào vung nấy. Ô ô, đại trần gật đầu như thật. Đằng nào anh ta cũng không hiểu, nhưng nghe là biết ngay chẳng tốt đẹp gì rồi. Tiểu lục còn đang ngồi bên cạnh gõ phím. Bấm mạnh phím Enter, trong mắt vằn tia đỏ, nhíu chặt mày. Đội trưởng, mẹ nói chứ máy nghe lén chúng ta cài trong phòng bệnh kia, đều bị thiết bị chặn sóng làm nhiễu rồi, không nghe được gì cả. Bụp, bao thuốc lá trong tay ôn tranh bị cô bóp nát. Một câu cũng không nghe được. Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô. Ôn chi diên phát hiện máy nghe trộm nên dùng máy nhiễu sóng ư. Tiểu lục cũng rất ảo não, giật giật tóc mình Em cũng cố gắng khôi phục dữ liệu thu được, nhưng bị nhiễu quá, hầu như không nghe được tiếng gì cả. Cậu ta đã bận rộn suốt hai ngày rồi. Sau khi ôn chi riêng xuất viện, cậu ta liền lén chạy vào, lấy máy nghe trộm. Kết quả, về tới kho hàng mới phát hiện dữ liệu lưu trữ đều bị làm nhiễu. Mà càng khiến người ta ngạc nhiên là Ôn Chi Diên nhập viện là đã mở thiết bị nhiễu sóng từ ngày đầu tiên. Tâm tư kín đáo như vậy khiến tiểu lục cảm thấy hơi đáng sợ. Con cháu nhà bình thường, ai lại dùng máy nhỗ sóng bao giờ? Rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn xấu xa mới sợ người ta nghe được thế. Bỏ đi. Ôn tranh ném bao thuốc bị bom nát xuống đất. Nếu cô ta đã chuẩn bị trước thì chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết đâu. Chẳng qua là cô đã đánh giá thấp tâm cơ của ôn chi Diên bây giờ cả kho hàng chìm vào yên tĩnh trong một thoáng ngắn ngủi. Không lâu sau, ôn tranh đứng lên khỏi chiếc ghế gấp, nhìn ba người tiểu lục, hạ giọng nói. Hai ngày nữa, nhà chính nhà họ ôn sẽ tổ chức tiệc tối. Mọi người tìm biện pháp trà trộn vào đi. Tiểu lục đi làm quen địa hình một chút, trông coi ôn chi riêng, cho kỹ. Cô ta làm bất cứ động thái nhỏ nào cũng phải báo cho tôi. Ba người đáp lời, ôn tranh liếm môi, lạnh mặt rời đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô rất bất an. Hai ngày nữa cô và nghiên thời thất lên kế hoạch để ôn chi diên phải lộ nguyên hình trong tiệc mừng thọ. Nhưng qua mấy lần đối đầu cô nhận ra ôn chi diên sâu không lường được. Năm năm cô không ở nhà họ ôn có rất nhiều chuyện không thể tìm hiểu được nữa. Nhưng rõ ràng địa vị của ôn chi diên ở nhà họ ôn bây giờ càng ngày càng vững chắc kể cả thật sự có thể chứng minh cô ta không phải là con cháu nhà họ ôn, thì tình cảm yêu chiều nhiều năm như vậy, làm sao có thể mất đi trong một sớm một chiều. Chưa kể cô ta còn là niềm kiêu hãnh trong lớp con cháu đồng lứa nhà họ ôn. Ôn tranh mang tâm trạng nặng trĩu rời khỏi kho hàng, bước một mình chậm chạp trên con đường vắng ngắt rất lâu. Cô đang nghĩ mọi chuyện đã sắp xếp, có còn sơ hở nào hay không? Nơi này là ngoại ô đế kinh, không có một bóng người, còn chưa mở rộng xây dựng. Trên đường, ngoại trừ gió lạnh gào thét, cũng chỉ có bóng dáng nhỏ gầy của Ôn Tranh. Gương mặt bị gió thổi hơi cứng lại, cô ngẩng đầu nhìn con đường hoang tàn dài như vô tận phía trước. Suy nghĩ xem có nên gọi taxi hay không. Vừa nghĩ tới đây thì cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau. Trên con đường vắng vẻ không người, chiếc xe phía sau tiến tới với tốc độ rất nhanh. Ôn Tranh đứng ở vỉa hè dành cho người đi bộ, theo bản năng quay người liếc nhìn. Lúc này, xe đã tới trước mặt cô, là một chiếc xe tải màu đen không gắn logo gì. Ôn Tranh cảnh giác lùi về sau, mắt híp lại. Cửa xe mở ra, giữa những bóng người đang di chuyển, cô nhìn thấy một cây gậy bóng chày. Cô không do dự chút nào, xoay người nhảy khỏi bậc tam cấp, muốn vọt tới bụi cây ven đường đối phương không có ý tốt. Nhưng nháy mắt, đã có mười mấy người vọt xuống, bầu trời cũng ngả tối. Trạng vạng đã hơn 7 giờ tối, trong trung cư Cảnh Sơn. Nhân thời thất vừa nhận được tin nhắn của Liên Trinh, nói ông Nghiên và bà Liên đã nhận thiệp, cũng nói rằng sẽ tới sự tiệc. Cô nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi chậm rãi nhếch lên, trong lòng cũng đã nắm chắc. 7 giờ 15, cô nhìn bầu trời dần tối bên ngoài, nhắn một tin cho Ôn Tranh. Chiều nay hai người các cô đều ra ngoài lo việc, nhưng đến giờ này Ôn Tranh còn chưa quay lại. Chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện phiền phức gì sao? Nhân thời thất lo lắng như vậy cũng là vì nghề nghiệp của Ôn Tranh trước đây, thật sự bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy sợ. Tin nhắn như đá chìm đáy biển. Nửa giờ nữa trôi qua, Ôn Tranh vẫn chưa trả lời nghiên thời thất cảm thấy bất thường cầm di động suy nghĩ một lát bấm nút gọi cho chị xin lỗi số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng tổng đài máy móc cứng nhắc vang lên trái tim nghiên thời thất bỗng nhói một cái không rõ tại sao cô cảm thấy rất hoang mang cô nhớ rõ vì di động của ôn tranh hơi cũ nên chị ấy sẽ luôn sạc đầy pin ngay cả trưa nay trước khi ra ngoài chị ấy cũng phải sạc một lúc lâu. Chẳng lẽ chỉ một buổi chiều mà di động của chị ấy đã hết pin? Nhưng cô hiểu ôn tranh, chị sẽ không khiến cô lo lắng. Nếu máy điện thoại hết pin thật, thì chị sẽ tìm mọi cách sạc một chút để gọi cho cô yên tâm. nhiên thời thất ngồi một mình trong phòng khách, bỗng cảm thấy căn phòng này trống trải đến mức khiến người ta sờn da gà. Cô không thể ngồi yên đợi cho nên nhấc máy gọi cho mục nghi đầu tiên. Gần như ngay lập tức, Mục nghi gõ cửa. Nghiên thời thất lập tức đi ra, vừa mở cửa đã hỏi. Tôi không liên lạc được với ôn tranh, anh có cách nào có thể tìm được vị trí hiện tại của cô ấy không? Là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tần, anh có chút mảnh khoe kín đáo để tìm người, cũng không phải chỉ đơn giản là gọi điện đi tìm như cô. Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Nghi nghe cô nói vậy thì kinh ngạc thấy rõ, anh ta gật đầu. Được chứ, cô chủ nói số điện thoại của cô ôn tranh cho tôi. Tôi xuống dưới tra thử. Tôi đi cùng anh. Nghiên thời thất dứt khoát, theo ra ngoài. Ánh mắt mục nghi hơi lóe lên, thấy nét mặt cô không giấu được sự lo lắng bèn mím môi, nuốt lời định nói xuống. Tầng 6, nghiên thời thất vừa theo mục nghi vào cửa, liền sợ ngay người. Phòng khách rộng rãi, chỉ có một chiếc bàn dài, chiếm gần nửa phòng. Trên bàn bày một dãy bảy tám cái máy tính Màn hình rất lớn, cô vừa đi vào liền thấy, trên một tấm màn hình là cửa phòng trên tầng 7 của cô. Trên những máy tính khác cũng hiện nội dung khác nhau, có cái là một loạt số liệu đang chạy, có cái là hình ảnh theo dõi những địa điểm hơi lạ, cô chưa từng thấy, cũng không biết là ở đâu. Mục nghi đứng trước bàn hơi ngượng ngùng háng giọng chỉ vào màn hình theo dõi, tầng 7 nói. Cái này là camera công của khách sạn có sẵn, tôi hách chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô và cô ôn thôi. Nhân thời thất cũng không để ý gật đầu, xong liền gấp gáp dục. Không sao, tra số điện thoại của ôn tranh trước đi. 5 phút sau, di động của ôn tranh đã được định vị, là một địa điểm ở ngoại ô đế kinh. Nhân thời thất và mục nghi lập tức chạy xe tới. 9 giờ tối, trên đường phố lạnh lẽo không một bóng người. Họ tìm thấy di động của ôn tranh trong một lùm cây. Tối hôm đó, đế kinh răng đầy sương lạnh. Ôn tranh mất tích. 12 giờ đêm, lãnh dịch trì chạy tới trung cư Cảnh Sơn. Anh vừa vào cửa, liền vội vàng nhìn quanh một vòng. Thấy khuôn mặt xa lạ trong phòng thì không khỏi giật mình. Nhìn thời thất đang ngồi trên sofa, khuôn mặt nặng nề liếc nhìn anh, giới thiệu. Anh rể, bọn họ là bạn của ôn tranh. Người được gọi tới là Tiểu Lục và hai anh em họ Trần. Sau khi cô nhặt di động của ôn tranh về, sạc điện xong liền để mục nghi, phá mật khẩu, sau đó nhắn tin cho đám tiểu lục. Cô vốn cho rằng bọn họ sẽ biết hành tung của ôn tranh, nhưng hỏi ra mới biết. Chưa tới 2 giờ chiều, ôn tranh đã rời khỏi kho hàng nơi bọn họ hẹn gặp nhau rồi. Mắt lãnh dịch trì đỏ hoe, còn có chút mơ hồ ngái ngủ. Anh chạy một mạch, vượt ba cái đèn đỏ, còn quẹt phải một chiếc xe xây dựng đỗ ven đường, Kính xe trái cũng gãy luôn rồi Xảy ra chuyện gì? Ôn tranh mất tích là sao? Lãnh dịch trì ngồi xuống vào mái tóc rối của mình Cầm chai nước khoáng trên bàn Liền uống mấy hơi Nước tràn ra khỏi khóe môi rơi xuống cổ áo Mà anh cũng không thèm để ý Nhìn thời thất tóm tắt kể lại Sau đó hỏi Anh rể Anh cảnh sát bạn anh có thể giúp điều tra một chút không? bọn em tra một lượt camera theo dõi ở khu vực ôn tranh mất tích rồi, nhưng khu vực đấy là đất hoang vắng, rất ít camera theo dõi. chỗ ôn tranh làm rơi di động lại đúng góc chết, xung quanh cũng không có máy quay nào. lãnh dịch chỉ thoáng nín thở. trên đường đến anh đã gọi cho duệ tu rồi, sáng nay cậu ấy vừa tới lâm thị phá án, nhanh nhất thì đến sáng mai mới về tới đây. đợi cậu ấy về anh sẽ nhờ cậu ấy giúp một tay. Nói xong anh nhìn sang đám tiểu lục Dạo này cô ấy có kẻ thù nào không? Trước giờ hành tung của ôn tranh rất bất định Nếu không phải có người cố ý nhắm vào Thì việc này đúng là không giải thích được Tiểu lục bị ánh mắt sắc bén của lãnh dịch trì Làm cho giật mình, ấp ung nói Không, không có Bọn tôi bình thường chỉ làm nghề đòi nợ thuê thôi mà Sao có kẻ thù được chứ? Hơn nữa lần trước gặp chuyện sau đó bọn tôi cũng không làm nữa rồi. Đại Trần và Tiểu Trần cũng gật đầu đồng tình. Có điều, đội trưởng của bọn họ trước nay đều rất thần bí. Cho dù từng cùng đi đòi nợ, bọn họ cũng không hiểu rõ cô ấy cho lắm. Sang mặt nghiên thời thất tái nhợt, cô lo cho ôn tranh, nhưng tình huống lúc này như mò kim đáy biển không chút manh mối. Chớp mắt đã qua hai ngày, ôn tranh vẫn bặt vô âm tín 12 giờ trưa, nghiền thời thất ngồi trong phòng thay đồ ở chung cư Cảnh Sơn. Tiệc mừng thọ sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Ngồi trước gương, chán cô nhuộm đầy vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã trang điểm nhưng cũng không che được vết thâm quầng dưới mắt. Cô những tưởng sẽ có điều kỳ diệu, nhưng cuối cùng ông trời vẫn không ưu ái cô. Anh rể cũng sử dụng mạng lưới điều tra riêng của nhà họ lãnh để điều tra. Hơn nữa còn lập án mất tích ở cục cảnh sát nhưng vẫn không tìm được tin tức của ôn tranh. Đoạn đường ôn tranh mất tích quá trống trải, lại hoang tàn, vắng vẻ, trừ di động của cô thì không có dấu vết nào khác. Anh Tư còn chưa tới đế kinh. Hai ngày vừa rồi, cô kiên quyết yêu cầu Mục Nghi không được tiết lộ tin ôn tranh mất tích cho anh. Anh Tư còn phải xử lý chuyện của Kiều Mục ở Lệ Thành. Cô không muốn khiến anh phải lo lắng cả hai bên. Hơn nữa, Mục Nghi sử dụng phương pháp khoa học kỹ thuật ở nhà họ Tần mà còn không tra được manh mối, thì chỉ có thể nói là chuyện này đã được mưu tính từ lâu. Mà anh chàng cảnh sát họ lôi kia thì vẫn chưa lộ diện. 4 giờ chiều, Nghiên Thời Thất ngồi xe đi tới nhà họ ôn. Anh Tư còn chưa tới. Tứ hợp viện nằm ở Hoàn Nội Hoàng Thành. Tuy mang hơi hướng năm tháng nồng đậm, nhưng khắp nơi cũng để lộ ra nét đẹp, phòng theo kiểu cổ lánh đời. Cửa vào buồn phía tứ hợp viện rộng mở, bức bình phong tùng hạc duyên niên được chế tác hoàn mỹ chạm khắc tinh xảo. 4 giờ 35 phút, nghiên thời thất đến nhà họ ôn. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen qua đầu gối, kiểu dáng đơn giản, nền nã. Bên ngoài phối hợp với áo khoác giả vest, cổ đứng màu đỏ sậm kiểu trung hoa, hoàn toàn phù hợp như tiệc mừng thọ tối nay. Nhưng cô ăn mặc xinh đẹp như vậy mà ôn tranh không có ở đây, trang phục được đặt may cao cấp cô đã đặt từ sớm ngoài cô còn có ý chuẩn bị mang tới cho ôn tranh một bộ váy ngắn màu đỏ và áo khoác vét màu đen phục cổ cho dù ôn tranh không có ở đây cô cũng muốn đem theo đồ của chị ấy trở về nhà họ ôn gương mặt nghiên thời thất đình thản tuy ánh mắt trong veo nhưng lại không có cảm xúc cô che giấu cảm xúc đứng trước cửa đưa thiệp mời cho lễ tân rồi được cô gái tiếp đón dẫn vào trong vườn Tối nay, xung quanh tứ hợp viện đều có an ninh phòng bị nghiêm mật. Vòng qua bức bình phong rồi đi thêm mấy bước là đã có thể nhìn thấy nhân viên bảo vệ mặc đồ vét đen, đeo tai nghe, bày trận sẵn sàng tiếp đón. Một mình nhiên thời thất đi vào căn tứ hợp viện giống như Grand View Garden nhưng trong lòng lại không hề có ý tán thưởng. Anh Tư bảo cô tới trước, cô cũng không gạn hỏi Chắc hẳn anh có chuyện trì hoãn cho nên cô cũng không thúc giục. Vườn trước là một sân rộng treo đầy đèn lồng. Ánh đèn đỏ tạo ra cái bóng mờ, trái lại, ấm áp yên bình. Nhân thời thất cầm món quà trong tay. Là cái nghiên mực cô mua được trong phố đồ cổ ở Đế Kinh sau khi gặp mặt cậu út hôm ôn tranh mất tích. Hai ngày này, nhiên thời thất vẫn luôn đang suy nghĩ. Nếu như ngày đó cô không có rời khỏi ôn tranh, thì có phải chị ấy sẽ không mất tích không? Con người lúc nào cũng đợi sau khi xảy ra chuyện bất ngờ thì trong lòng mới sinh ra rất nhiều cảm xúc và đủ các loại giả thiết. Nhưng con người cũng không phải là tiên tri, không thể đoán trước được những biến động bất ngờ trong tương lai. Cô gái lễ tân làm tròn nghĩa vụ dẫn nghiên thời thất vòng qua hành lang bên cạnh nhĩ phòng. Qua một ngã rẽ, phía trước đã là một vườn cây xanh trong nhà được chế tạo từ nhà kính thủy tinh trong vườn sắc xanh giạt rào, mùa vụ cuối thu tỏa ra sức sống bừng bừng. Mà hồ hoa trong nhà bồng bềnh, nhiều chiếc đèn màu hoa sen, hòa cùng ánh sáng lộng lẫy. Bên trong vườn cây xanh um, có mười mấy bục tròn trải khăn bàn đỏ tươi, bên trên bày thẻ bàn và thẻ chỗ ngồi. Xung quanh có một mặt tường treo các tác phẩm của ông cụ ôn. Sau khi nói cảm ơn về lễ tân, nghiên thời thất cất bước dạo quanh khu vườn xanh hóa một mình Căn nhà kính này chiếm diện tích rất lớn, nhiệt độ vừa phải. Xua đi luồng khí lạnh, lững thững dạo quanh giống như gặp lại cảnh xuân hoa nở vậy. Lúc này, bên trong chưa có nhiều khách, cây cối xanh tươi cao thấp xen lẫn nhau. Chốc chốc, có thể nhìn thấy bóng người sát vai qua lại. Xa xa có một ông lão lớn tuổi, mặt mày vui vẻ, chào đón và trò chuyện với các vị khách. Loáng thoáng có người gọi ông là Quản Gia Ôn. Nghiên thời thất đứng bên cạnh, bụi trầu bà là lớn. Sau khi thu hồi tầm mắt khỏi người quản gia ôn, thì quan sát bốn phía xung quanh nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của người nhà họ ôn. Tiệc mừng còn chưa bắt đầu, chủ nhà cũng chưa xuất hiện. Cô lẻ loi một mình, quý mắt nhìn xuống món quà, được đóng gói tỉ mỉ tinh xảo trên tay. Cô thật không biết nên lấy thân phận gì và tâm trạng gì để tặng cho ông cụ ôn sùng lễ nữa. Có lẽ là giống như cận hương tình khiếp chăng? Tiểu thất Một giọng nói từ bên cạnh vườn xanh Sau lưng truyền tới Lời hô to của đối phương đã cắt ngang suy nghĩ phức tạp Của nghiên thời thất Cô xoay người lại thì lập tức mỉm cười gượng gạo Dì Hoa Tối nay ôn nhĩ hoa Khoan thai lại uyển chuyển Trong chiếc váy dài tối màu lịch sự tao nhã Trên vai khoác áo lông thú màu đen Ánh mắt bà hiền hòa Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng Phối hợp với đôi hoa tai chân trâu, óng ánh trong suốt càng để lộ ra sắc mặt hồng hào thướt tha, trăng nhã hơn hôm đó trong bệnh viện lệ thành. Ôn nhĩ hoa bước chậm rãi tới gần, nhìn thấy hộp quà trên tay, thì cười quở trách. Sao còn chuẩn bị quà tặng nữa, đều là người trong nhà, cháu cần gì phải khách sáo như vậy? Vẫn là giọng nói dịu dàng, dễ gần như vậy, nhưng mấy chữ người trong nhà này khiến cho nghiên thời thất giận mình. Có lẽ là lời khách sáo thôi, Cô cười nhẹ gật đầu, ngón tay vuốt ve lên cạnh hộp quà. Đây không phải là khách sáo, nếu như dì Hoa đã mời thì cháu không thể vô lễ quá được. Con bé này thật là hiểu chuyện. Nụ cười nơi đáy mắt ôn nhĩ Hoa càng sâu hơn. Bà nhìn xung quanh, lúc thấy bóng dáng của quản gia ôn thì lập tức nói với người giúp việc vừa đi ngang qua bên cạnh. Cô mời chú ôn tới đây. Người giúp việc dừng bước lại. Lúc ngước mặt lên nhìn thấy ôn nhĩ hoa thì lập tức cung kính gật đầu. Vâng, cô cả. Cô cả nhà họ ôn, dù đã gả ra ngoài hơn 30 năm nhưng không có người nào dám tiếp đón không chu đáo. Nhân thời thất không hiểu ý định của ôn nhĩ hoa cho nên đành dứt khoát đứng bầu bạn bên cạnh bà. Nhưng chỉ trong chốc lát, quản gia ôn đã vội vàng đi vòng qua mảng lớn cây lớn. Vừa nhìn thấy ôn nhĩ hoa đang đứng bên cạnh bụi trầu bà thì sắc mặt lập tức vui mừng. Cô cả, cô trở về lúc nào vậy? Sao không nói trước một tiếng để tôi ra ngoài tiếp đón cô? Vừa rồi ông vẫn luôn đang tiếp đãi khách khứa cho nên cũng không để ý tới ôn nhĩ hoa vào từ lúc nào. Quản gia ôn đeo mắt kính, mặc bộ tôn trung sơn màu xám cho. Ông cụ này đã ở nhà họ ôn hầu hạ ôn sùng lễ gần 40 năm. Tuổi tác cũng sắp xỉ ôn nhĩ hoa người trong nhà từ trên xuống dưới đều rất tôn kính ông. Ôn nhĩ hoa tao nhã phẩy tay, quen thuộc nói. Chú đừng khách sáo, tôi trở về nhà mình, mà còn cần chú ra đón gì chứ? Chú ôn không xem tôi là người nhà đúng không? Quản gia ôn khẽ ho một tiếng, đầy gọng kính rồi bật quế lắc đầu. Không dám, không dám. Cô cả nói vậy là oan uổng cho tôi rồi. Cô gọi tôi tới là có gì dặn dò sao? Không có gì dặn dò cả. Tôi chỉ muốn giới thiệu một người để chú làm quen chút thôi. Ôn Nhĩ Hoa vừa nói đã kéo nghiên thời thất đứng bên cạnh qua. Nhìn mặt mũi của cô rồi xoay đầu nói với quản gia ôn. Vị này là nghiên thời thất. Tối nay ngồi ghế khách quý của tôi. Một lát nữa sau khi mở tiệc thì chú phải tiếp đãi con bé cho thật tốt nhé. Quản gia ôn tò mò nhìn sang người được cô cả nhà họ ôn đặt ngồi ở chỗ khách quý. Tối nay nghiên thời thất đã trang điểm qua, nhưng chỉ dùng sắc nhạt. Đôi mắt hoa đào không dùng phấn mắt đậm, mà chỉ phác họa một đường nơi đuôi mắt để tôn lên vẻ xinh đẹp lanh lợi. Quản gia ôn nhìn nghiên thời thất. Qua mấy giây sau lại duỗi tay nâng mắt kính lên, biểu cảm trên mặt hơi kỳ lạ. Ôn nhĩ hoa thản nhiên đến gần nghiên thời thất, nhìn quản gia ôn, ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Chú ôn, chú nhìn một lúc lâu rồi có nhìn ra được cái gì không ừm um... quản gia ôn có hơi ngập ngừng liếc nhìn ôn nhĩ hoa không kiềm chế lại nhìn về phía nghiên thời thất lần nữa cô nghiên đây trông rất quen mặt quen mặt ôn nhĩ hoa nghiền ngẫm dáng vẻ của ông sau đó dẫn dắt mở miệng nói vậy chú cảm thấy con bé giống ai vào giờ phút này đáy lòng nhiên thời thất đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Sao cô lại cảm thấy dì hoa là cố ý giới thiệu cô cho người nhà họ ôn biết vậy? Không lần rõ được ý định của bà cho nên nhiên thời thất đành kìm nén sự nghi hoặc trong lòng. Im lặng theo dõi biến hóa. Quản gia ôn ngập ngừng. Khi đối diện với vẻ mặt cười tùm tìm của ôn nhĩ hoa, vô ý than thở. Cô cả, mắt tôi mờ rồi. Cũng có thể là nhìn nhầm, tuổi tác đã lớn, năm tháng không theo ý người. Ánh mắt ôn nhĩ hoa sâu xa nhìn quản gia ôn. Bà không muốn làm khó người khác nữa. Sau khi dặn dò vài câu thì dẫn nghiên thời thất đi ra khỏi vườn cây xanh. Nghiên thời thất đi cạnh bà, môi mấp máy, muốn hỏi một câu. Phải chăng dì hoa đã tra được gì rồi? Nhưng khi lời nói đến bên khóe miệng thì lại bị cô nuốt xuống. Tiểu thất à, tiệc còn lâu mới bắt đầu. Dì Hoa dẫn cháu đi gặp một người. Ôn Nhĩ Hoa khẽ kéo cô, vừa đi vừa nói. Nhiên thời thất không từ chối. Lúc đi theo bà ra khỏi vườn cây xanh, cô ngước nhìn nắng chiều dần dần tan biến. Dì Hoa muốn dẫn cháu đi gặp ai vậy ạ? À? Một lát cháu sẽ biết. Ngay ở bên cửa Thủy Hoa, phía trước đấy. Ôn Nhĩ Hoa đưa mắt nhìn về phía trước, sau khi vòng qua con đường nhỏ bên cạnh nhà kính thủy tinh bà lại nhìn về phía nghiên thời thất. Mấy ngày nay, cháu nghỉ ngơi không tốt sao? Trông có vẻ xuống sắc quá. Đúng vậy, cô không nghỉ ngơi được. Không tìm được ôn tranh, thế giới của cô như là sụp đổ một góc vậy. Không thể tìm được cách để vá nó lại. Có lẽ chỉ có ôn tranh bình an trở về thì mới có thể ổn định tâm trạng của cô mà thôi. Nghiên thời thất vươn tay, sờ lên khóe mắt của mình, rồi cong môi nhẹ giọng tự diễu có nhiều việc quá đúng là không làm sao nghỉ ngơi được đã làm gì hoa chê cười rồi cô không muốn thể hiện quá mức tự trách cũng rất sợ khiến ôn nhĩ hoa này sinh nghi ngờ nhưng cô phải nói như thế nào đây đôi mắt sắc bén của ôn nhĩ hoa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bà cũng khẽ thở dài rồi vỗ lên vai nghiên thời thất nói vất vả cho cháu rồi Loại cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng. Có phải dì hoa thật sự biết cái gì rồi không? Nghiền thời thất suy tư, đưa mắt nhìn ôn nhĩ hoa chăm chú, định tìm ra chút manh mối từ trên mặt của bà. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà đã rời tầm mắt đi. Đến rồi. Nhìn theo tầm mắt của bà, dưới ánh đèn tối mờ mông lung, dường như bên trong cửa thủy hoa có một bóng người chợt xuất hiện. Tuy cách gần, nhưng bên trong không có ánh sáng, chỉ có ánh đèn màu đỏ chớp tắt vào đi thôi ôn nhĩ hoa khẽ đẩy sau lưng cô một cái ngay lúc cô định xoay người muốn đi thì bà lại nói nơi này là chỗ ở trước đây của dì bây giờ đang bỏ trống cho nên cháu không cần phải lo lắng mười phút sau dì chờ mấy đứa trong vườn cây xanh vì động tác của bà mà nhiên thời thất hơi khựng lại cô nhìn nhìn bên trong cửa thùy hoa rồi lại nhìn ôn nhĩ hoa đã xoay người đi. Câu nói, bây giờ đang bỏ trống cho nên cháu không cần phải lo lắng của dì Hoa, giống như đang nhắc nhở cô điều gì đó. Tối nay, bắt đầu từ lúc cô bước vào nhà họ ôn, rồi gặp ôn nhĩ Hoa, thì rất nhiều chuyện đã trở nên thần bí khó lường trước. Nghiên thời thất dừng chân, đứng trước, bậc thang, cửa thủy hoa, tập trung suy nghĩ mấy giây. Không kháng cự nổi sự nghi hoặc trong lòng, cho nên cô bước lên bậc thang, đi vào cửa thủy hoa ánh sáng bên trong thật sự rất mờ tối. Trừ ánh đèn vàng rực ngoài cửa chiếu vào. Cô dẫm giày cao gót đi trên mặt đất trong viện, khe hở giữa những hòn đá, được ghép với nhau hơi lớn, bỗng dưng gót giày của cô dẫm phải khe đá. Cẩn thận! Một giọng nói tựa như cách từng lớp sương mù truyền vào tai cô. Mà thân người đang trao đảo của cô bỗng chốc cũng được ôm gọn trong đồng ngực mát lạnh. Sao anh lại ở đây? nghiên thời thất ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương cho mũi lập tức cay cay anh tư tần bách duật nhẹ giọng đáp lại nhưng nghiên thời thất đã níu chặt lấy vải vóc bộ vét nơi thắt lưng của anh giọng nói nghẹn ngào sao anh lại ở đây không phải anh nói có chuyện nên muộn một chút mới tới sao tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ trước đây của dì hoa chứ cô có rất nhiều lời rất nhiều thắc mắc muốn bày tỏ với anh nhưng trong giây phút được anh ôm vào lòng cô lại không nói thành lời khỏe mắt cũng ướt át ngoan để em đợi lâu rồi một tay tần bách ruột ôm cô tay kia mang theo sự ấm áp vuốt nhảy nhẹ lên mái tóc của cô là sự xoa dịu và đau lòng nồng đậm nhiên thời thất tựa lên bả vai anh sau khi đè nén nước mắt tràn mi cô lại lẩm bẩm nói anh tư Em lặng mất ôn tranh rồi. Một câu nói mang theo vô tận xót xa vào khổ sở. Ở trước mặt anh, tâm trạng gắng gượng đau khổ của cô, hai ngày nay đã có chiều hướng vỡ đê. Giọng nói của nghiên thời thất, chứa đầy đắng chát. Lúc này ngoài ý muốn, cô liếc mắt, nhìn thấy căn phòng phía sau lưng anh, dường như có anh nến nhảy nhót. Cô vừa hít thở sâu, vừa điều chỉnh cảm xúc của mình, bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Tần Bách Duật anh biết xin lỗi anh tới muộn Nhiên thời thất lắc đầu muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra nhưng cô muốn hành động thì khuỷu tay của tần bách duật đã khóa chặt cô vào lòng hôn lên vành tay cô rồi đè thấp giọng nói ôn tranh không sao rồi Nhiên thời thất cứng đờ trong vòng tay anh nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt dường như gió lạnh đêm thu cũng không rét buốt như vậy nữa trong tầm mắt mờ tối Cô đối diện với ánh mắt chứa đầy sao trời của anh. Giọng cô run rẩy lặp lại. Ôn tranh, chị ấy không sao? Tần Bách Duật im lặng mấy giây, rồi xoay người nhìn về phía căn phòng lập lòe ánh nến, giọng nói chữ nặng. Người ở bên trong. Nhân thời thất gần như không chút do so dự, đã muốn nhấc chân đi qua. Nhưng cổ tay cô lại bị anh kéo lại. Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt cô rồi dặn dò. Sau khi gặp mặt thì cần phải bình tĩnh. Anh ở đây chờ em. Trái tim cô như bị bóp thắt bởi những lời này. Vâng. Nghiên thời thất dẫm giày cao gót, bước chân rất vội vã đi tới cửa phòng trong đó. Ngay tại lúc cô giơ tay lên định gõ cửa thì hai cánh cửa gỗ bỗng mở ra. Người đập vào mắt khiến cô quá đỗi ngạc nhiên. Cảnh sát lôi. Năm phút sau, nghiên thời thất mang theo vành mắt đỏ hoe đi từ trong phòng ra. Cô mím chặt môi, chóp mũi cũng đo đỏ. Đêm này vẫn lạnh như vậy. Tần Bách Duật đứng ở cửa Thùy Hoa chờ cô. Vừa thấy cô đi ra thì lập tức tiến lên đón, giang rộng vòng tay đón cô vào lòng. Khóe miệng của nghiên thời thất vì cố gắng chịu đựng mà co rút lại. Cô vùi gương mặt buồn bã vào ngực anh, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên ngực anh. Giọng nói khàn khàn, không như trước nữa Ai đã ra tay vậy? Đối phương là một đám côn đồ sống trong hộp đêm. Năm giờ đúng, nghiên thời thất và tần bách ruột đi trở về nhà kính thủy tinh. Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, bên cạnh bàn bên trong đã đầy khách. Ông cụ ôn dùng lễ là bậc thầy quốc họa, mà cũng là giáo sư đặc biệt mời tới của trường đại học nổi tiếng nào đó. Học trò ở khắp nơi cho nên người tới có học sinh của ông, cũng có người giỏi giang ở đủ mọi ngành nghề trong đó bao gồm con cháu của nhà họ lãnh và nhà họ lệ cũng đến đông đủ. Bên ngoài nhà kính thủy tinh, xuyên thấu qua ánh đèn sáng ngời, nghiên thời thất nhìn thấy người nhà họ ôn ngồi ở bàn chính. Ông cụ ngồi ở trên cùng, tuổi đã ngoài 70, mặc một bộ trang phục đời đường màu đỏ sậm, tinh thần quắc thước. Ông đeo mắt kính gọng vàng, đuôi kính còn có hai sợi dây rủ xuống đong đưa. Đôi mắt ông nhuộm ý cười, Lúc cười nói thì nếp nhăn nơi khóe mắt lại lộ ra sự hiền hòa nho nhã. Nhiên thời thất nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận bên trong, mà trong lòng lại không cảm nhận được một chút niềm vui. Ôn Tranh của cô bị thương nặng như vậy, cho nên cô phải thay chị đòi lại món nợ này. Tối nay em muốn làm cái gì cũng được. Lúc này Tần Bách Duật bên cạnh khẽ xoa nắn đầu ngón tay lạnh như băng của cô trong đôi mắt sâu lắng là sự dung túng vô biên. Cho dù cô muốn làm nhà họ ôn sụp đổ thì anh cũng sẽ tháp tùng. Chỉ cần cô muốn, nghiên thời thất hít sâu một hơi, khóe miệng để lộ ra nụ cười lạnh, sóng mắt lạnh lẽo như nước. Nếu là tiệc mừng thọ của ông cụ ôn thì em sẽ không làm quá giới hạn. Mọi chuyện đều theo ý em. Nghe thấy giọng nam trầm thấp này, cô bèn nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh sau đó ánh mắt xa xôi Dõi vào trong phòng kính thủy tinh Rơi trên gương mặt của ôn chi diên Chúng ta vào thôi Tiệc rượu sắp mở màn Người đứng dưới sân khấu chuẩn bị chủ trì Là ông cụ lệ Văn Thành Chủ nhà họ lệ Cũng là bác lệ đã từng có duyên gặp nghiên thời thất một lần Ông đang đứng dưới sân khấu Cầm giấy đọc lời mở đầu không ít người vẫn còn đang tươi cười rạng rỡ chuyện trò trước bàn. Lúc này quản gia ôn đi vội vã tới bên cạnh ôn nhĩ hoa, thấp giọng nói một câu bên tai bà. Ôn nhĩ hoa vút khăn vuông, để trên đùi rồi nhẹ nhàng cười thành tiếng. Mau mời họ vào đây. Đợi tới sau khi quản gia ôn lui ra, thì ôn nhĩ hoa mới cười nói với ôn dùng lễ bên cạnh. Ba, lát nữa con giới thiệu hai đứa trẻ cho ba làm quen. Là bọn trẻ rất xuất sắc, con rất tán thưởng đôi mắt không hề vần đục của ôn sùng lễ ngầm ý cười giọng nói vô cùng có tinh thần vậy thì ba phải xem cho kỹ mới được bọn trẻ nào mà có thể được con quan tâm đến còn đặc biệt giới thiệu cho ba nữa ba nhìn kìa bọn họ tới rồi ôn nhĩ hoa khẽ hất cằm về phía lối vào vườn cây xanh ôn sùng lễ và những người khác nhà họ ôn đều thi nhau rời tầm mắt trên đường hai bên cây cỏ xanh um nghiên thời thất và tần bách duật nắm tay nhau đi tới dưới ánh đèn sáng rực bọn họ thu hút vô số ánh mắt mê đắm là người mẫu nổi tiếng nghiên thời thất sao mà tiếng mừng thọ của nhà họ ôn cũng bắt đầu mời ngôi sao rồi anh xem đãi ngộ của bọn họ kìa được quản gia nhà họ ôn tự mình dẫn vào trông không giống như là tới chạy xô đâu người đàn ông bên cạnh cô ấy thật là đẹp trai trong tầm mắt của mọi người, một người phụ nữ mặc đồ trang phục đơn giản hào phóng, khí chất tao nhã đoan trang. Một người đàn ông mặc bộ âu phục tối màu, khí thế cao ngất uy nghiêm. Leng keng Giữa một màn khiến người ta không thể tự kiềm chế, nhìn chăm chú này lại vang lên hai tiếng chén đũa va chạm rất chói tay. Một tiếng đến từ bàn chính, một tiếng đến từ vị trí sau cùng, kế bên vườn cây xanh Nơi đó có một cặp vợ chồng đang ngồi với sắc mặt căng thẳng. Ôn nhĩ hoa mỉm cười vẫy tay về phía bọn họ. Đang định nói chuyện thì người phụ nữ ngồi bên cạnh ôn tĩnh hoàng đã bỗng chốc đứng lên. Chanh chanh, con là chanh chanh đúng không? Vào giờ phút này, sắc mặt ôn chi diên đang ngồi bên cạnh bà ôn đã trắng mệt. Cô ta hít thở dồn dập ánh mắt không ngừng lóe lên. Tại sao nghiên thời thất lại ở đây? Rõ ràng cô ta không nhìn thấy tên bọn họ trong danh sách khách mời dự tiệc. Lời nói của bà ôn lập tức khiến cho bàn chính và bàn kế bên lặng ngắt như tờ. Có lẽ là do nhớ con gái nóng lòng, cho nên sau nhiều năm như vậy, đột nhiên nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài tương tự ôn su tranh, cho nên bà mới sợ hãi mà quên mất cả lễ nghi. Ông cụ ôn sùng lễ nhíu mày lại, hạ thấp giọng nhắc nhở người phụ nữ. Làm nhã! con chớ nên nói bậy. Vợ của con trai trưởng ôn tĩnh Hoàng, tên là Đoan Mộc Lam Nhã, con gái lớn của nhà họ Đoan Mộc, gia tộc có công dựng nước. Đoan Mộc Lam Nhã cũng biết mình vô lễ, vẻ mặt bà hơi tịch mịch, nhưng lúc này cho dù đã ngồi xuống rồi mà ánh mắt đó vẫn rơi trên gương mặt nghiêng thời thất, không hề chớp. Quá giống, quá giống tranh tranh của bà